Cùng với công an các địa phương, công an huyện Simacai đang tập trung đẩy mạnh triển khai luật căn cước năm 2023. Qua thống kê, Simacai có 11.474 công dân dưới 14 tuổi sẽ được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. 458 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục thu nhận hồ sơ và cấp thẻ căn cước theo quy định. Cùng với hoàn thiện các hồ sơ xin cấp căn cước công dân, công an huyện Simacai tiếp tục chỉ đạo công an các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật căn cước năm 2023 đến từng người dân, bố trí các điểm tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết thủ tục xin cấp căn cước cho công dân dưới 14 tuổi.